dựa vào bản đồ này thì bụi Việt Quốc lắc lư sẽ ở ngay đây. Hả? Sao cậu đến đây nhanh vậy? Tụi mình đang ở trong vườn nhà mà hết. Mình mang nhiều đồ quá thì phải. Giờ thì cùng nhau đào đi. Cái bánh Việt Quốc lắc lư sẽ không thể tự lắc lư nướng mình cho đến khi chín đâu. Cẩn thận Sunny, bụi cây này có vẻ nguy hiểm đó. Đừng bao giờ tin tưởng vào những thứ lắc lư giống vậy. Không như mình kỳ vọng rồi. Sunny, cậu chuẩn bị được nhìn thấy bậc thầy nói chuyện với sinh vật. Các cậu có vấn đề gì ở đây vậy hả? Thì như các cậu thấy, mình là gấu mèo có sừng và nhà mình đã gặm nhấm những nhánh cây này qua nhiều thế hệ rồi. Theo mình thì đó là một hành động bất hợp pháp. Trước giờ quyền mang đi trái cây trong vườn này là do ốc sên có cánh tụi mình nắm giữ. Theo mình, nó ghi lại rất rõ trong cuộn sên vĩ đại này. Nó chỉ là cái lá bị cuộn lại. Cậu mới là cái lá bị cuộn lại. Mình có thể làm gì đó để giúp hay không? Không, tất cả đều được kiểm soát, Sunny. Mình lo được. Được rồi, vậy mình sẽ đi tìm vài quả táo cho cái bánh đây. Nghe nè, nên giải quyết chuyện này một cách đơn giản hơn. Cậu nói phải. Những gấu mèo có sừng, tập hợp. Ốc sên có cánh, hãy mau tập hợp. Tụi mình cần một vài phút để tập hợp. Được rồi, đây không phải là những gì mình nghĩ. Không đánh nhau, không kiếm và cũng không dùng những con máy bắn đá dễ thương làm từ lúa. Cái chúng ta cần là một lịch trình. Một ngày cho gấu mèo có sừng lượm cây mang về và một ngày cho ốc sên có cánh hái trái. Lần lượt thay phiên nhau. Mình sẽ quan sát để đảm bảo các cậu đều theo lịch. Thiệt đó, nó rất đáng tin cậy. Luật và các quy định tiến hành đều sửa được hết. Có định rắc rối, vấn đề nhức nhối. Nó còn biết tớ đã có cách giải quyết mọi thứ rồi. Cũng cần được dẫn bước, chẳng thể chạy trốn được. Hãy nghe thật kỹ, tớ sẽ chỉ cách này để giúp cậu. Chẳng còn việc chơi đâu, đừng chỉ nghĩ đến mình. Hãy vì lợi ích của tất cả pony mà cố hết mình. Và nếu thật sự là muốn thắng, phải tập trung hết khả năng. Hãy chú ý vào chắc chắn, ta chẳng bỏ sót thứ gì. Chúng ta cùng nhau vượt qua mọi điều có luật mà. Đó là vì sao mình vẫn hài. Mọi điều đều có luật mà. Mọi việc giờ cũng sẽ xong xuôi, để quên là nó phải vui. Dù dù thật một điều là mọi việc đều có luật mà. Chúng mình ai cũng phải biết mọi điều đều có luật mà. Sẽ tất cả pony có luật riêng. Mọi điều đều có luật mà. Nếu chúng ta chung lòng thì mọi thứ sẽ thay hy vọng. Mọi điều có luật mà. Mọi điều đều có luật mà. Mọi thứ sao rồi hả Hit? Nó diễn ra khá tốt. Xem đây, đã nhẹ nhổ đang tiến đến kìa. Hit, xem đây. Mình đã làm gì sai? Mình cứ nghĩ là mình có thể dùng kỹ năng giao tiếp với sinh vật để tạo ra sự khác biệt. Nhưng mình đã làm mọi chuyện tệ hơn. Không sao đâu mà Hit. Cậu chỉ cần thử cách tiếp cận khác là được. Nghĩa là thay vì phân công theo ngày thì phân công theo tuần hả? Không. Sao cậu không thử tìm coi họ có điểm chung nào hay không? Hãy nhớ rằng phép thuật được tạo nên từ sự đoàn kết. Để coi họ có điểm chung nào không ta. Ô, au, au, coi chừng tông, coi chừng lông. Đi ra, ốc sên có cánh, tấn công. Đúng mèo có sừng, tấn công. Chúng tôi đang chiến đấu mà. Cái này là gì vậy? Đây, chính là cái bàn đàm phán. Các cậu sẽ ngồi xung quanh để cùng nhau giải quyết chuyện này. Mau. Tôi nghe hết rồi. Nhưng muốn gì thì cũng phải ngồi thỏa thuận cùng nhau. Cái gì mà cùng nhau chứ? Thật là diễn dông. Hey. Cậu thôi bình tĩnh đi. Chắc chắn là phải có thứ gì đó mà các cậu cùng thích. Mình chỉ thích các món ăn làm từ quả mọng. Và giờ tôi không muốn nói về nó. Hả? Quả mọng? Mình cũng thích quả mọng giống cậu. Chúng ta đều thích. Cậu nói đúng thiệt đó Sunny. Các cậu ấy đều rất thích làm những món ăn từ quả mọng. Và giờ họ đã thành bạn thân. À, mình tự hào về cậu Hitch. Nè, vậy giờ... tụi mình có thể hái vài quả mọng về làm bánh rồi đúng không?